Hai, xin chào các bạn và các em. Rất vui được gặp lại các bạn và các em. Trong buổi hôm nay chúng ta bàn về chủ đề viết phương trình truyền sóng trong phần sóng cơ. Chúng ta vào nội dung. Sợi dây OA rất dài căng thẳng nằm ngang cho đầu ô dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng với phương trình là UO bằng 2 cos của MTT trừ 0,25 pi đơn vị là cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 5 m trên dây. Phương trình dao động tại điểm M cách O một khoảng là 12,5 cm là phần A, U bằng 2 cos của 10 pt đơn vị là cm. Phần B, U bằng 2 cos của 10 pt trừ đi 0,25 pi đơn vị là cm. C, U bằng 2 cos của 10 pt trừ 0,5 pi đơn vị là cm. D, U bằng 2 cos của 10 pt trừ pi đơn vị là cm. Trước khi vào phần lời giải chi tiết, chúng ta phân tích qua nội dung đề bài. Theo đề bài thì O là nguồn phát sóng. Vậy điểm A hoặc là điểm M là những điểm mà sóng nhận được từ O. Như vậy điểm A và điểm M là những điểm dao động chậm pha hơn so với O. Như vậy thì theo lý thuyết chúng ta có thể viết được phương trình dao động tại M hoặc tại A nếu như chúng ta biết được khoảng cách MO hoặc MA. Chúng ta cùng vào phần lời giải chi tiết. Theo đề bài thì ta biết được x bằng OM và bằng 0,125 m. Ta tính được chu kỳ truyền sóng t bằng 2 pi trên omega và bằng 0,2 giây. Từ đấy ta suy ra được bức sóng lambda bằng v nhân t và tính ra bằng 1 m. Theo đề O là nguồn phát, còn M là nguồn nhận sóng nên phần tử M dao động trễ pha so với phần tử tại O. Theo lý thuyết ta có phương trình tại M là UM bằng 2 cos của 10 pt trừ pi trên 4 trừ đi 2 pi x trên lambda với x đây bằng 0,125 lambda bằng 1. Thay số tính toán ta được là UM bằng 2 cos của 10 pt trừ pi trên 2 đơn vị là cm. Và đây cũng chính là đáp án của đề bài. Cảm ơn các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong buổi học tới.